iPhone 14 Pro, 14 Pro Max đang sử dụng màn hình bị uh, sọc, uh, nháy màn hình, giật màn hình hoặc là xanh màn hình và cách khắc phục hay chào các bạn. Hôm nay mình có nhận của khách con iPhone 14 Pro, cái tình trạng màn hình con này là uh, bị uh, giật, nháy màn hình giống trong video nha các bạn. Thì bệnh này là không phải là lỗi do nhà sản xuất mà cái bệnh này là do trong quá trình mình sử dụng đó các bạn. Uh, máy của mình nó bị ẩm nước nè và bị vô nước thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cháy cái cổ màn hình à, hoặc là oxy quá cái cái cổ màn hình cái tiếp xúc của nó kém hoặc là nó bị cháy mạch nha bạn thì nó dẫn đến cái tình trạng là màn hình của mình nó bị à, xanh màn hình à, hoặc là giật nháy màn hình thì cách khắc phục cái bệnh này là mình sẽ thay một cái cổ màn hình khác à, gọi là ép cổ nha bạn thì à, trong trong video thì mình đang tiến hành mình à, mình ép lại cái cổ của màn hình con 14 của mắt thời gian mà để thực hiện ép lại cổ con 14 của mắt này bên mình làm tầm khoảng 3-4 tiếng thì là xong nha bạn thì trong quá trình mà các bạn sử dụng con iPhone 14 của, của mắt của mình đó, có gặp cái bệnh tình trạng giống như trên thì liên hệ bên mình à, mình sẽ kiểm tra và ép cổ lại cho các bạn à, trước khi mình đã thay màn hình nha bạn chi phí ép cổ này nó sẽ giảm rất là nhiều so với chi phí thay màn hình bên mình đã tiến hành ép lại cái cổ con màn hình iPhone 14 g và hiện màn hình lên sáng đẹp như, bình thường nha bạn và mình đã hoàn thành xong cái quá trình mà khắc phục lỗi cái màn hình con iPhone 14 g bị nháy màn hình Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình Rồi chào các bạn